Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các em. Khi lên chương trình lớp 11 thì các em thấy rằng nội dung của chương trình lớp 11 như thế nào nhỉ? Nó có quá là khó hay không? Vậy thì hôm nay chúng ta cùng đổi mới một chút nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung đầu tiên của chương hình lớp 11. Chương 1, phép rời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng. Nội dung đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu một đơn vị kiến thức rất là cơ bản, đó chính là phép biến hình. À, cả lớp lưu ý cho thầy, phép biến hình này không phải là phép thuật đâu nhé, mà là sự biến hình ở trong mặt phẳng, được chưa nào? Vậy thì cụ thể, bài số 1, phép biến hình, chúng ta đi tìm hiểu về nội dung gì? Thì ở đây thì có một câu hỏi như sau. Đó chính là, trong mặt phẳng hãy cho một đường thẳng D và một điểm M. Đề bài yêu cầu là hãy dựng hình chiếu vuông góc điểm M' của điểm M lên trên đường thẳng D. Tức là bây giờ chúng ta phải đặt thước vuông góc với đường thẳng D và đi qua điểm M, đúng không nào? Cắt đường thẳng D tại đâu thì đó chính là điểm M'. Thì ở đây các em thấy rằng là gì nhỉ? Cứ tương ứng với mỗi một điểm M bất kỳ thì chúng ta sẽ có một hình chiếu vuông góc là duy nhất, đúng không nào? Đối với mỗi một điểm M thì chúng ta chỉ có duy nhất một hình chiếu vuông góc của điểm đó lên trên đường thẳng đã cho trước, đúng không nào? Thì đối với phép chiếu vuông góc như vậy, chúng ta sẽ gọi đó là một phép biến hình. Vậy thì cụ thể phép biến hình là gì thì các em hãy cùng xem phần định nghĩa ở đây nhé. Quy tắc đặt tương ứng mỗi một điểm M trong mặt phẳng với một điểm xác định duy nhất điểm M' trên mặt phẳng đó thì sẽ được gọi là phép biến hình trong mặt phẳng. Rồi, các em hãy nhớ lại ví dụ vừa rồi đúng không nào? Với mỗi một điểm M thì sẽ có duy nhất một điểm M' là hình chiếu của điểm M lên trên đường thẳng D, đúng không nào? Do đó chúng ta có thể nói phép chiếu vuông góc là một phép biến hình. Thì các em thấy rằng định nghĩa về phép biến hình nó gần như là giống với định nghĩa của hàm số, đúng không nào? Tương ứng với một giá trị của x thì sẽ có duy nhất một giá trị của y, đúng không nào? Chẳng qua ở đây là khái niệm định nghĩa liên quan đến hình học một chút thôi. Các em cùng xem ký hiệu của phép biến hình sẽ như thế nào nhé. Ký hiệu này, phép biến hình chúng ta sẽ ký hiệu là một chữ F. Thì trong ví dụ vừa rồi đúng không nào? Thông qua phép biến hình là phép chiếu vuông góc biến điểm M thành điểm M phẩy. Chúng ta sẽ viết là F của điểm M thì bằng điểm M phẩy. Thông qua ký hiệu này thì các em có thể thấy là nó hoàn toàn giống như khái niệm của hàm số Fx bằng Y, đúng không nào? Tức là với mỗi một giá trị của X thay vào hàm số thì chúng ta sẽ thu được một kết quả là một giá trị của Y. Vậy thì vừa rồi chúng ta chỉ nhắc đến khái niệm hay là định nghĩa của phép biến hình biến một điểm thành một điểm thôi. Chúng ta cùng theo dõi này. Chúng ta cùng phân tích lại phần định nghĩa cũng như là phần ký hiệu vừa rồi nhé. Nếu như có một điểm M thông qua một phép biến hình F biến điểm M thành một điểm M phẩy, ta viết điểm M phẩy bằng F của điểm M. Khi đó chúng ta sẽ nói này, điểm M phẩy là ảnh của điểm M. Cả lớp lưu ý nhé, điểm M phẩy là ảnh của điểm M thông qua phép biến hình F, được chưa nào? Thì các em có thể thấy rằng đây là phép biến hình biến một điểm thành một điểm. Vậy thì nếu như trên mặt phẳng mà có một hình là thầy ký hiệu là hình H nhé, là một hình bất kỳ, có thể là hình vuông, hình chữ nhật, tam giác, vân vân, được chưa nào? Thì các em thấy rằng là ta sẽ ký hiệu H phẩy bằng F của H là tập tất cả các điểm M phẩy bằng F của điểm M với mọi điểm M thuộc H. Khi đó chúng ta sẽ nói điểm H phẩy là hình H phẩy là ảnh của hình H thông qua phép biến hình F. Cả lớp lưu ý này, M phẩy là ảnh của điểm M thông qua phép biến hình F và H phẩy là ảnh của điểm H phẩy là ảnh của hình H thông qua phép biến hình F. Vừa rồi thì là nội dung của bài số 1, rất là ngắn và đơn giản đúng không nào? Chúng ta chỉ đi tìm hiểu về định nghĩa của phép biến hình là gì thôi. Vậy thì ngay ở trong ví dụ đầu tiên của thầy, chúng ta có phép chiếu vuông góc là một phép biến hình đúng không nào? Vậy thì còn các phép biến hình nào khác hay không? Thì chúng ta sẽ cùng đi nghiên cứu nội dung của bài thứ 2.
Phép biến hình đầu tiên mà chúng ta sẽ nghiên cứu đó chính là phép tịnh tiến. Thì trên đây thì có hình ảnh của một người bắn cung, được chưa nào? Bắn mũi tên về phía mục tiêu. Thì các em cùng xem nhé, người đó bắn cái tên này về phía mục tiêu này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi phân tích mũi tên này một chút nhé. Vậy thì nếu như coi vị trí ban đầu của mũi tên là điểm M và mục tiêu lúc này là điểm M phẩy, thì có phải là cái mũi tên này đang được di chuyển từ điểm M đến điểm M phẩy đúng không nào? Hay chúng ta sẽ nói một cách khác, đó chính là mũi tên này di chuyển theo vector MM phẩy. Các em cùng xem này, mũi tên có phải đang di chuyển theo vector MM phẩy đúng không nào? Khi đó chúng ta sẽ nói mũi tên này được tịnh tiến theo vector MM phẩy. À vậy thực ra các em có thể thấy này, phép tịnh tiến là các em có thể nhìn thấy nó khá là nhiều ở trong đời sống đúng không nào? Ở đây thầy có thêm một ví dụ nữa để các em có thể hình dung kỹ hơn về phép tịnh tiến nhé. Trên đây thầy có hình ảnh của một cái cửa kéo ra nằm ngang. Các em cùng xem này, nếu như muốn mở cửa thì chúng ta cần phải kéo cái cửa này sang phía bên đây đúng không? Các em cùng nhìn nhé, thầy đang kéo cái cửa sang phía bên này. Thì có phải là vị trí ban đầu của cái cửa là ở đây? Kéo cửa sang phía bên này thì có phải là cánh cửa của chúng ta đang di chuyển theo vector từ đây đến đây đúng không nào? Vector từ điểm M đến điểm M phẩy. Thì chúng ta có thể nói cánh cửa này được tịnh tiến theo vector MM phẩy. Vậy thì thông qua hai ví dụ vừa rồi, các em có thể hình dung một cách sơ qua về khái niệm thế nào được gọi là phép tịnh tiến hay chưa nhỉ? Vậy thì chúng ta cùng đến với nội dung đầu tiên của bài ngày hôm nay, đó chính là định nghĩa của phép tịnh tiến. Trong mặt phẳng này, cho một vector V giống như vector MM phẩy mà chúng ta vừa nhìn ở trên ví dụ. Phép biến hình biến mỗi một điểm M thành một điểm M phẩy sao cho vector MM phẩy bằng vector V ban đầu được gọi là phép tịnh tiến theo vector V. À, nó giống như ví dụ bắn cung của chúng ta đúng không nào? Với vector là từ điểm đứng đến mục tiêu, hay ví dụ cánh cửa của chúng ta đúng không nào? Đều là các ví dụ về các phép tịnh tiến theo vector MM phẩy cho ban đầu. Các em cùng nhìn này, với một điểm M và một vector V, chúng ta tịnh tiến điểm M theo vector V, chúng ta sẽ được là một điểm M phẩy với M vector MM phẩy bằng vector V. Vậy thì ở đây các em thấy rằng là phép tịnh tiến của chúng ta là một phép biến hình đúng không nào? Vậy thì nếu như chúng ta cũng sử dụng ký hiệu F để chỉ rằng đây là phép tịnh tiến thì nó sẽ bị nhầm với các phép toán khác. Do đó chúng ta sẽ có một ký hiệu cho phép tịnh tiến như sau. Phép tịnh tiến này là có chữ T đúng không nào? Và phép tịnh tiến với một nội dung vô cùng quan trọng, đó là liên quan đến cái vector tịnh tiến. Do đó người ta sẽ ký hiệu phép tịnh tiến là chữ T với một chữ V nhỏ ở bên dưới, muốn nói rằng gì? T vector V là phép tịnh tiến theo vector V. Được chưa nào? Tiếp tục này, các em thấy rằng là thông qua phần định nghĩa chúng ta có thể thấy rằng nếu như tịnh tiến điểm M thông qua vector V, chúng ta sẽ viết là T vector V cũng giống như cái chữ F ở trong phần nội dung bài 1 đúng không nào? T vector V điểm M thì bằng điểm M phẩy. Theo định nghĩa thì phải tương đương với việc là vector MM phẩy phải bằng vector V. Các em lưu ý nhé, chúng ta có điểm M phẩy này là ảnh của điểm M thông qua phép tịnh tiến vector V. Vậy thì ở đây thầy có một ví dụ để các em có thể hình dung một cách cụ thể định nghĩa của phép tịnh tiến là như thế nào nhé. Đề bài, ví dụ này, ví dụ số 1, phép tịnh tiến T theo vector U biến các điểm A, B, C tương ứng thành các điểm A', B', C'. Thì đầu tiên các em cùng nhìn này, A, B, C của chúng ta thầy nối lại thành một tam giác và một vector U nào đó. Thì ở đây các em thấy rằng thầy chọn một vector U như thế này. Đầu tiên chúng ta muốn tịnh tiến điểm A theo vector U thì từ điểm A, được chưa nào?
Từ điểm A chúng ta sẽ vẽ một vectơ AA phẩy bằng vectơ U như sau. Chúng ta sẽ vẽ vectơ AA phẩy bằng vectơ U này. Khi đó chúng ta sẽ được đây là điểm A phẩy. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ tịnh tiến điểm B theo vectơ U. Chúng ta cũng sẽ vẽ một vectơ BB phẩy bằng vectơ U. Các em cùng nhìn nhé. Đây đúng không nào? Chúng ta sẽ vẽ này. Từ điểm B chúng ta sẽ vẽ một vectơ BB phẩy bằng vectơ U. Thì chúng ta sẽ thu được đây chính là điểm B phẩy. Và cuối cùng, để tịnh tiến điểm C theo vectơ U, chúng ta cũng vẽ tại điểm C một vectơ bằng vectơ U. Chúng ta sẽ được là đây là vectơ CC phẩy này bằng vectơ U, và chúng ta cũng thu được kết quả là điểm C phẩy. Và nếu như các em thấy rằng là ABC của chúng ta là tam giác đúng không nào? Vậy thì sau khi các phép tịnh tiến đỉnh A, đỉnh B và đỉnh C biến thành các đỉnh A phẩy, B phẩy, C phẩy thì chúng ta cũng được đây là một tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy, đúng không nào? Tương tự các em thấy rằng ví dụ 1 chúng ta tịnh tiến từng điểm 1 và nối lại với nhau thì chúng ta thu được một tam giác đúng không nào? Vậy thì chúng ta có thể nói ở ví dụ 1 này, chúng ta tịnh tiến tam giác ABC thành tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy đúng không nào? Thì ở đây, đối với ví dụ 2, phép tịnh tiến T theo vectơ V sẽ biến một hình H thành một hình H phẩy sẽ như thế nào? Để tịnh tiến cả một hình thì chúng ta cũng phải tịnh tiến tất cả các điểm thuộc hình này đúng không nào? Các em cùng nhìn nhé, hình H của thầy hình lấy đang là một hình của một quả bóng. Chúng ta sẽ tịnh tiến quả bóng này theo vectơ V, tức là chúng ta phải tịnh tiến tất cả các điểm nằm trên quả bóng này theo vectơ V thì chúng ta sẽ được tất cả các điểm ảnh của điểm đỉnh ban đầu đúng không nào? Và nối lại với nhau thì chúng ta cũng thu được kết quả là một quả bóng. Em cùng xem nhé. Đây chúng ta tịnh tiến quả bóng theo vectơ V. Các em thấy rằng phần nội dung vừa rồi chúng ta đi tìm hiểu về định nghĩa của phép tịnh tiến đúng không nào? Vậy thì sang nội dung thứ hai của bài, chúng ta sẽ đi tìm hiểu rằng là phép tịnh tiến của chúng ta sẽ có tính chất như thế nào. Vậy thì trước hết chúng ta cùng phân tích một vài nội dung sau nhé. Đầu tiên là nếu như chúng ta có này, tịnh tiến điểm M theo vectơ V biến điểm M thành điểm M phẩy. Tịnh tiến điểm N theo vectơ V này sẽ biến điểm N thành điểm N phẩy. Thì ở đây trước hết các em hãy vẽ hình để chúng ta dễ hình dung một chút nhé. Với điểm M và điểm N như đề bài nói như thế này, tức là những điểm M và điểm N là bất kỳ, và các em có thể chọn lấy một vectơ V, nhưng chúng ta sẽ lưu ý là vectơ V là một vectơ khác không nhé. Thầy sẽ lấy đây là điểm M, đây là điểm N. Phần vừa rồi thì trong định nghĩa thầy không hề nói đến là vectơ V của chúng ta phải là vectơ khác không, nhưng các em có thể tự rút ra cho mình một nhận xét là gì nhỉ? Nếu như vectơ V mà bằng 0 thì có phải là tịnh tiến điểm M này theo vectơ 0 thì sẽ biến điểm M thành chính nó đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ tạm thời lược bỏ đi cái trường hợp vectơ V bằng 0 đã nhé. Chúng ta sẽ coi vectơ V là khác không. Thầy sẽ lấy vectơ V như thế này. Các em nhớ lấy một vectơ V có độ dài cụ thể một chút để lát nữa chúng ta vẽ hình cho dễ này. Ví dụ ở đây thầy lấy vectơ V có độ dài bằng 4 ô như ở trên bảng của thầy. Điểm M và điểm N thầy lấy bất kỳ. Đề bài nói rằng là tịnh tiến điểm M theo vectơ V đúng không nào? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Đặt thước vào điểm M, vẽ một vectơ bằng vectơ V, chúng ta sẽ được đây chính là vectơ bằng vectơ V. Khi đó chúng ta sẽ được đây chính là điểm M phẩy, là ảnh của điểm M thông qua phép tịnh tiến theo vectơ V. Tương tự như vậy với điểm N nhé, các em cùng xem này. Chúng ta cũng đặt thước tại điểm N, vẽ một vectơ bằng vectơ V. Các em hãy cùng thử vẽ lại vào trong vở này.
với điểm M và điểm N khác với của thầy cũng được. Tại điểm N, chúng ta cũng vẽ một vector bằng vector V. Khi đó chúng ta sẽ được đây chính là điểm, điểm N phẩy. Được chưa nào? Vậy thì chúng ta cùng phân tích hai dữ kiện của đề bài, đó chính là T theo vector V biến điểm M thành điểm M phẩy. Theo định nghĩa thì chúng ta sẽ được là vector M M phẩy bằng cái vector V này này. M M phẩy sẽ bằng vector V, đúng không nào? Tương tự, tịnh tiến theo vector V biến điểm N thành điểm N phẩy sẽ tương đương với vector N N phẩy bằng vector V. Từ đây các em có thể thấy rằng là gì nhỉ? Vector M M phẩy bằng vector V, vector N N phẩy cũng bằng vector V. Do đó chúng ta sẽ có một kết luận, đó chính là suy ra vector M M phẩy mm phẩy bằng vector nn phẩy. Được không nào? Thì các em hãy cùng xem nhé. Nếu như vector mm phẩy mà bằng vector nn phẩy thì chúng ta sẽ có một kết luận, đó chính là tứ giác mm phẩy n phẩy n là một hình bình hành, đúng không nào? Nếu như nối lại này, chúng ta sẽ được M, M phẩy, N phẩy, N là một hình bình hành. Chúng ta sẽ suy ra một điều vô cùng là quan trọng, đó chính là tứ giác M, M phẩy, N phẩy, N là hình bình hành. Thầy viết tắt hình bình hành nhé. HBH. Được chưa nào? Vậy thì theo tính chất của hình bình hành, chúng ta sẽ có kết luận, một vài kết luận như sau, đó chính là suy ra này, tứ giác của chúng ta thì sẽ có cạnh MN song song và bằng MM phẩy, đúng không nào? Chúng ta sẽ có vector MN sẽ bằng vector M phẩy N phẩy, và đoạn thẳng MN chính bằng đoạn thẳng M phẩy N phẩy. Vậy thì thông qua phân tích này, chúng ta có thể rút ra một tính chất, đó chính là nếu như tịnh tiến điểm M theo vector V và tịnh tiến điểm N theo vector V thu được hai điểm ảnh là điểm M phẩy và điểm N phẩy thì chúng ta sẽ có vector MN bằng vector M phẩy N phẩy và đoạn thẳng MN bằng đoạn thẳng M phẩy N phẩy. Với tổng kết lại phần phân tích vừa rồi, chúng ta sẽ có tính chất đầu tiên của phép tịnh tiến theo vector V, đó chính là tính chất số 1 này. Nếu như TV biến điểm M thành điểm M phẩy, T vector V biến điểm N thành điểm N phẩy thì chúng ta sẽ có này, vector M phẩy N phẩy bằng vector MN, và từ đó có thể suy ra đoạn thẳng M phẩy N phẩy bằng đoạn thẳng MN. Tính chất này thì chúng ta có thể nói đó chính là phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách của điểm M, N, đúng không nào? Tại vì các em thấy này, với điểm M và điểm N ban đầu có một khoảng, đúng không nào? Sau khi tịnh tiến xong thành điểm M phẩy và N phẩy thì khoảng cách của điểm M phẩy với N phẩy bằng chính khoảng cách của điểm M và điểm N ban đầu, đúng không nào? Vừa rồi thì chúng ta vừa tìm hiểu về tính chất đầu tiên của phép tịnh tiến, đúng không nào? Vậy thì theo như thầy vừa ghi là gì nhỉ? Tính chất số 1. Vậy thì chắc chắn sẽ phải có những tính chất sau đó, đúng không nào? Vậy thì để tìm hiểu về các tính chất đó thì ở đây thì có một câu hỏi như sau. Đó chính là kết quả của việc tịnh tiến một đường thẳng sẽ thu được một điều gì? Chúng ta cùng xem nhé. Nếu như có một đường thẳng D và một vector V như thế này, để tịnh tiến một đường thẳng theo vector V, đúng không nào? Thì chúng ta không thể nào mà cầm đường thẳng này tịnh tiến luôn được. Do đó này, thầy phải lấy hai điểm ở trên đường thẳng này là hai điểm A và điểm B. Thầy tịnh tiến điểm A theo vector V và tịnh tiến điểm B theo vector V thì chúng ta sẽ thu được hai điểm ảnh, đó chính là điểm A phẩy và điểm B phẩy. Tại sao ở đây là chúng ta cần phải tịnh tiến hai điểm?
là bởi vì đường thẳng của chúng ta được tạo nên bởi hai điểm phân biệt, đúng không nào? Nếu như chỉ sử dụng một điểm thôi thì sẽ có vô số đường thẳng đi qua điểm đó. Thì ở đây, nếu như chúng ta thu được hai điểm ảnh là điểm A' và B' rồi, nếu như nối lại với nhau thì chúng ta sẽ được một đường thẳng, đây là đường thẳng D'. Đến khi đó chúng ta có thể nói này, đường thẳng D' là ảnh của đường thẳng D thông qua phép tịnh tiến. Vậy thì chúng ta cùng phân tích ví dụ này một chút nhé. Đầu tiên là chúng ta tịnh tiến theo vector V điểm A, biến điểm A thành điểm A', đúng không nào? Thì ở đây chúng ta có đó chính là vector AA' bằng vector V. Vector AA' này bằng vector V. Thứ hai đó chính là tịnh tiến theo vector V biến điểm B thành điểm B', đúng không nào? Điều này lại tiếp tục tương đương với vector B B' bằng vector V. Đúng không nào? Các em thấy rằng là khi có điểm A' là ảnh của điểm A và điểm B' là ảnh của điểm B, thì khi này chúng ta sẽ có một vài thông tin như sau. Vì điểm A thuộc vào đường thẳng D, điểm B cũng thuộc vào đường thẳng D, đúng không nào? Chúng ta sẽ có này, vẽ đường thẳng D' đi qua hai điểm A' và B'. Khi đó ta có thể nói D' là ảnh của D qua phép tịnh tiến vector V. Nào, chúng ta cùng phân tích lại một chút này. Để tịnh tiến đường thẳng D thì chúng ta cần phải phân tích đường thẳng D thành hai điểm phân biệt. Sau đó chúng ta sẽ tịnh tiến hai điểm phân biệt này thành các điểm A' và điểm B'. Sau đó chúng ta sẽ nối hai điểm A' và B' này lại. Chúng ta sẽ thu được một kết quả, đó chính là đường thẳng D' là ảnh của đường thẳng D thông qua phép tịnh tiến vector V. Thì ở đây các em sẽ có rút ra một nhận xét, đó chính là gì nhỉ? Các em thấy rằng đường thẳng D' và đường thẳng D của chúng ta có tính chất như thế nào? À, chúng ta thấy rằng gì nhỉ? D' và D của chúng ta là hai đường thẳng song song với nhau, là bởi vì A, A', B' B chính là một hình bình hành giống như tính chất 1 mà chúng ta đã phân tích, đúng không nào? Do đó chúng ta có này, D' song song với D. Nhận xét. Và đây cũng sẽ là tính chất mà chúng ta thu được, tính chất thứ hai, đó chính là D' song song với D. Đúng chưa nào? Vậy tổng kết lại là gì nhỉ? Nếu như tịnh tiến một đường thẳng thì chúng ta sẽ thu được một đường thẳng mới song song với đường thẳng đã cho. Các em lưu ý này, cái phần ví dụ vừa rồi của thầy là vector V, thầy lấy vector V là vector không hề song song hoặc là trùng với đường thẳng D. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là nếu như vector V của chúng ta mà song song với đường thẳng D hoặc là trùng với đường thẳng D thì sẽ có điều gì xảy ra này? Các em cùng nhìn nhé. Nếu như chúng ta lấy đường thẳng D mà tịnh tiến theo vector V, ví dụ như tịnh tiến lùi về đằng sau hay tịnh tiến tiến lên phía trước, thì chúng ta vẫn thu được kết quả là đường thẳng D trùng với đường thẳng ban đầu, đúng không nào? Các em lưu ý nhé. Đường thẳng của chúng ta là một đường thẳng kéo dài vô hạn. Vậy nên dù các em lấy đường thẳng đó tịnh tiến về phía bên phải hay tịnh tiến về phía bên trái, hoặc là nói chung là tịnh tiến theo cái giá song song với đường thẳng D, thì chúng ta vẫn chỉ thu được là đường thẳng D ban đầu thôi. Do đó chúng ta có thể có một lưu ý như sau. Là nếu như vector V có giá song song hoặc là trùng hoặc trùng với đường thẳng D
với đường thẳng D thì chúng ta sẽ có một nội dung như sau. Thì này, D' vẫn là ảnh của đường thẳng D thông qua phép tịnh tiến vector V nhá. Và chúng ta có là D' lúc này sẽ trùng với đường thẳng D. Vậy thì tổng quát lại hai trường hợp vừa rồi, chúng ta sẽ có này, nếu như tịnh tiến một đường thẳng theo một vector V bất kỳ nào đó thì chúng ta sẽ thu được một đường thẳng là ảnh, đường thẳng D' là ảnh của đường thẳng D, hoặc là song song với đường thẳng D, hoặc là trùng với đường thẳng D, đúng không nào? Vừa rồi thì chúng ta vừa có một tính chất, đó chính là nếu như tịnh tiến một đường thẳng theo vector V thì chúng ta sẽ thu được ảnh là một đường thẳng song song hoặc là trùng với đường thẳng ban đầu. Vậy thì ở đây chúng ta cùng xem tính chất tiếp theo là gì nhé. Kết quả của việc tịnh tiến tam giác sẽ thu được là gì? Các em cùng xem này, nếu như lấy tam giác ABC thì thực chất đây chính là một ví dụ mà thầy đã lấy rồi. Để tịnh tiến tam giác này thì chúng ta sẽ tịnh tiến ba đỉnh của tam giác đó, được chưa nào? Biến điểm A thành điểm A phẩy này, biến điểm B thành điểm B phẩy và biến điểm C thành điểm C phẩy. Khi đó chúng ta sẽ được một tam giác mới là tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy, đúng không nào? Và theo như tính chất đầu tiên chúng ta sẽ có này, nếu như tịnh tiến điểm A thành điểm A phẩy, tịnh tiến điểm B thành điểm B phẩy thì chúng ta sẽ có bảo toàn khoảng cách, đúng không nào? Tức là đoạn thẳng AB bằng đoạn thẳng A phẩy B phẩy. Chúng ta sẽ có những nhận xét như sau, đó chính là tịnh tiến theo vector V, ví dụ như thầy lấy vector V như ở trên bảng nhé. Đây là các vector V của chúng ta này. Nếu như tịnh tiến theo vector V biến điểm A thành điểm A phẩy và biến tịnh tiến theo vector V biến điểm B thành điểm B phẩy, thành điểm B phẩy, thì theo như tính chất đầu tiên chúng ta sẽ có đoạn thẳng AB bằng đoạn thẳng A phẩy B phẩy. Tiếp tục này, nếu như tịnh tiến theo vector V biến điểm A thành điểm A phẩy, chúng ta giữ nguyên, đúng không nào? Và tịnh tiến theo vector V biến điểm C thành điểm C phẩy thì chúng ta cũng suy ra được một điều, đó chính là đoạn thẳng AC bằng đoạn thẳng A phẩy C phẩy, đúng không nào? Và cuối cùng đó chính là chúng ta sẽ tịnh tiến theo vector V biến điểm B thành điểm B phẩy và tịnh tiến theo vector V biến điểm C thành điểm C phẩy thì chúng ta sẽ có thể suy ra một điều, đó chính là BC bằng B phẩy C phẩy. Vậy thì từ ba điều này các em có thể thấy rằng là gì nhỉ? AB bằng A phẩy B phẩy, AC bằng A phẩy C phẩy và BC thì bằng B phẩy C phẩy. Vậy thì ở đây chúng ta có thể nói hai tam giác ABC và tam giác A phẩy B phẩy C phẩy là hai tam giác bằng nhau, đúng không nào? Suy ra chúng ta sẽ có này, tam giác ABC bằng tam giác A phẩy B phẩy C phẩy. Theo tính chất ở đây chính là trường hợp cạnh cạnh cạnh, đúng không nào? Vậy thì tổng quát lên chúng ta sẽ có tính chất thứ ba, đó chính là thông qua phép tịnh tiến vector V biến một tam giác thành tam giác bằng chính tam giác ban đầu. Cuối cùng là tính chất thứ tư của phép tịnh tiến, các em cùng xem này, kết quả của việc tịnh tiến đường tròn sẽ thu được kết quả là gì nhé. Đầu tiên thầy có đây là một đường tròn tâm O bán kính R. Thông qua phép tịnh tiến thì chúng ta sẽ thu được một đường tròn tâm O phẩy và bán kính cũng bằng R. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng chứng minh xem liệu rằng bán kính của đường tròn sau khi tịnh tiến có bằng chính bán kính ban đầu hay không. Thì ở đây thầy đang tịnh tiến theo vector O O phẩy, thầy ký hiệu là vector V nhé. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể tịnh tiến được một đường tròn? Thì trước hết chúng ta sẽ tịnh tiến tâm của đường tròn ban đầu, đó chính là chúng ta tịnh tiến điểm O biến thành điểm O phẩy. Sau đó chúng ta sẽ tịnh tiến thêm một điểm nữa, thầy ký hiệu đây là điểm M nằm ở trên đường tròn. Chúng ta sẽ tịnh tiến bằng cách nào? Như các phần ở trên thầy trình bày này, chúng ta sẽ đặt thước tại điểm M, đúng không nào? Vẽ một vector bằng vector V, chúng ta sẽ thu được kết quả là một điểm M phẩy
chúng ta sẽ thu được kết quả. Đây chính là điểm M phẩy. Và nếu như tịnh tiến điểm O ra điểm O phẩy, tịnh tiến điểm M ra điểm M phẩy, thì chúng ta sẽ vẽ một đường tròn tâm O phẩy với bán kính là O phẩy M phẩy. Thì lại theo như tính chất 1, chúng ta sẽ có được là gì nhỉ? Đoạn thẳng OM lại chính bằng đoạn thẳng O phẩy M phẩy, đúng không nào? Do đó chúng ta có thể nói bán kính của đường tròn ban đầu bằng bán kính của đường tròn sau khi tịnh tiến. Chúng ta cùng phân tích phần nhận xét ở đây nhé. Chúng ta sẽ có này, tịnh tiến theo vector V, biến điểm O thành điểm O phẩy, và tịnh tiến theo vector V, biến điểm M thành một điểm M phẩy. Chúng ta sẽ phân tích là với điểm M này là thuộc vào đường tròn tâm O bán kính R nhé. Thì theo như tính chất 1 của chúng ta sẽ được là gì nhỉ? Suy ra đoạn thẳng OM bằng đoạn thẳng O phẩy M phẩy, đúng không nào? Thì các em có thể thấy rằng là gì? Bán kính của đường tròn sau khi tịnh tiến bằng chính bán kính của đường tròn ban đầu. Vậy nên chúng ta sẽ có này, thông qua phép tịnh tiến, vector V, thông qua phép tịnh tiến vector V, ta được đường tròn tâm O phẩy bán kính R, đúng không nào, là một đường tròn với tâm là thông qua phép tịnh tiến vector V biến điểm O thành điểm O phẩy, và bán kính thì bằng bán kính của đường tròn ban đầu. Và đến với nội dung cuối cùng của buổi ngày hôm nay, và cũng chính là nội dung mà chúng ta sẽ áp dụng nhiều nhất, đó chính là biểu thức tọa độ của phép tích vô hưởng của phép tịnh tiến, được chưa nào? Thì bây giờ nè, chúng ta cùng nhìn lên trên hình ảnh của thầy. Đây là hệ trục tọa độ XOY, được chưa nào? Với một điểm M chúng ta ký hiệu là XY, tịnh tiến điểm M theo vector V biến điểm M thành điểm M phẩy. Thì ở đây đề bài cho vector V của chúng ta có tọa độ là A.B, còn điểm M phẩy là ảnh của điểm M thông qua phép tịnh tiến theo vector V có tọa độ là X phẩy và Y phẩy. Thì bây giờ giả sử nếu như cho trước điểm M có tọa độ bằng XY và vector V có tọa độ là A và B, thì câu hỏi đặt ra là tìm tọa độ của điểm M phẩy. X phẩy, Y phẩy sẽ có tọa độ bằng bao nhiêu? Thì bây giờ các em cùng theo dõi nhé. Có phải rằng là ở đây chính là phép tịnh tiến, đúng không nào? Vậy thì chúng ta cùng phải viết ra định nghĩa của phép tịnh tiến đã, sau đó chúng ta sẽ suy nghĩ tiếp. Đây chính là phép tịnh tiến theo vector V biến điểm M thành điểm M phẩy, đúng không nào? Và theo định nghĩa thì chúng ta luôn luôn có được là điều này tương đương với vector MM phẩy bằng vector V. Vậy thì ở đây, vector V của chúng ta thì có tọa độ rồi. Điểm M của chúng ta là cho trước với tọa độ là XY. Còn điểm M phẩy là điểm đặt là X phẩy và Y phẩy mà chúng ta đang cần tìm. Vậy thì theo các em, vector MM phẩy của chúng ta sẽ có tọa độ như thế nào? Chúng ta sẽ viết ra ngoài một chút nhé. Vector MM phẩy này, theo công thức của vector, đúng không nào? Chúng ta sẽ lấy tọa độ của điểm M phẩy trừ đi tọa độ của điểm M. Tọa độ của điểm M phẩy chính là gì nhỉ? X phẩy, còn tọa độ của điểm M chính là X. Vậy nên chúng ta sẽ được là X phẩy trừ đi X chấm phẩy này. Tung độ của điểm M phẩy là Y phẩy, còn tung độ của điểm Y của điểm M là Y. Vậy nên chúng ta sẽ được là Y phẩy trừ đi Y. Các em thấy rằng là gì nhỉ? Ta có này, với M vector MM phẩy bằng vector V, với vector MM phẩy bằng vector V, thì chúng ta sẽ được tương đương với điều gì? À, các em nhớ rằng hai vector mà bằng nhau khi và chỉ khi hoành độ của vector này bằng hoành độ của vector kia, và tung độ của vector này bằng tung độ của vector kia. Do đó chúng ta sẽ có hai điều, đó chính là X phẩy
trừ đi x bằng bằng a, trừ đi x bằng bằng a, tung độ hoành độ của vectơ mm phẩy bằng hoành độ của vectơ v. Tung độ của vectơ mm phẩy sẽ bằng tung độ của vectơ v. Và ở đây chúng ta đang cần tìm x phẩy và y phẩy, đúng không nào? Vậy nên thầy sẽ đưa x sang về bên tay phải, đưa y sang về bên tay phải, chúng ta sẽ thu được là tương đương với x phẩy lúc này sẽ tính bằng x cộng với a, y phẩy lúc này sẽ tính bằng y cộng với b. Được chưa nào? Khi đó chúng ta sẽ có, đây chính là biểu thức tọa độ của điểm ảnh thông qua phép tịnh tiến vector v với điểm ban đầu là cho trước và vector v là cho trước. Thì các em nhìn vào đây, chúng ta có thể nhớ nhanh như thế nào? Thực chất này, các em thấy cột đầu tiên chính là điểm M phẩy, đúng không nào? Cột đầu tiên chính là điểm M phẩy. Cột thứ hai, điểm cột đầu tiên là cột M phẩy này, bằng cột thứ hai ở đây chính là điểm M, và cộng với cột thứ ba chính là vector V. Vậy nên các em có thể nhớ nhanh, đó chính là điểm M phẩy thì bằng điểm M cộng với vector V. Đây là cách để các em có thể nhớ nhanh nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ tính này với hoành độ riêng và tung độ riêng. Đây chỉ là phần để các em có thể nhớ nhanh biểu thức tọa độ thôi. Vậy thì tổng kết lại phần phân tích vừa rồi, chúng ta có biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến là gì nhá. Các em cùng nhìn này, cho vector V có tọa độ là A và B, điểm M phẩy là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến T vector V sẽ có biểu thức tọa độ như sau. Đó chính là vector mm phẩy bằng vector v khi và chỉ khi x phẩy bằng x cộng với a và y phẩy bằng y cộng với b. Thì đến đây thầy có một ví dụ sau để các em có thể hiểu về phần biểu thức tọa độ của phép tích vô hướng nhé, của phép tịnh tiến, thầy xin lỗi. Các em cùng xem ví dụ số 3 này. Trong mặt phẳng Oxy cho vector v, thầy xin lỗi ở đây chúng ta thiếu mất ký hiệu vector V này, có tọa độ là 1 và 2. Tìm tọa độ của điểm M phẩy là ảnh của điểm M có tọa độ là 3 trừ 1 thông qua phép tịnh tiến T vector V. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải sử dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến, đúng không nào? Vậy thì trước hết chúng ta sẽ nhớ này, biểu thức tọa độ các em có thể nhớ nhanh bằng cách là điểm M phẩy sẽ bằng điểm M cộng với vector V. Sau đó chúng ta có thể viết ra công thức như sau. Chúng ta cùng giải ví dụ này nhé. Các em thấy này, điểm M phẩy đúng không nào? Chúng ta sẽ có này, ta có biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến. Tịnh tiến T vector V là như sau. Nhìn vào điều này, chúng ta có thể có này, điểm M phẩy chúng ta sẽ ký hiệu là x phẩy và y phẩy nhá. Ta sẽ gọi trên này đi, gọi điểm M phẩy của chúng ta có tọa độ là x phẩy, y phẩy. Do đó ở đây chúng ta có này, điểm M phẩy chính là x phẩy, y phẩy, đúng không nào? Đây là cột đầu tiên. Sau đó sẽ là đến dấu bằng điểm M của chúng ta, đúng không nào? Có tọa độ là, thầy sẽ viết là x vậy. Điểm M của chúng ta sẽ có tọa độ là gì nhỉ? 3 trừ 1, đúng không nào? Vậy dòng đầu tiên là dòng của hoành độ nhá. Chúng ta sẽ viết ở trên này là 3. Còn tung độ của chúng ta là trừ 1, đúng không nào? Dòng dưới thầy sẽ điền là trừ 1. Ở đây sẽ là gì nhỉ? Cộng, đúng không nào? Tiếp tục là cộng với vector V. Các em cùng xem vector V của chúng ta đề bài cho bằng bao nhiêu đây? Vector V đề bài cho là 1.2, đúng không nào? Vậy thì nhớ, các em nhớ nhé, dòng trên chúng ta chỉ viết hoành độ thôi. Vậy nên sẽ là cộng với 1 ở dòng trên và cộng với 2 ở dòng dưới. Vậy thì tương đương với, chúng ta sẽ tính lại kết quả của x phẩy và y phẩy nhé. Các em cùng xem này, x phẩy của chúng ta thì bằng 3 cộng với 1 bằng 4.
Và y phẩy của chúng ta thì bằng, y phẩy của chúng ta thì bằng trừ 1 cộng với 2 thì bằng 1, đúng không nào? Do đó chúng ta có này, điểm M phẩy sẽ có tọa độ bằng 4, 1. Vậy điểm M phẩy của chúng ta có tọa độ bằng 4 chấm phẩy 1 là ảnh. Các em lưu ý kỹ nhé, đề bài nói ở đây là điểm M phẩy là ảnh của điểm M, của điểm M qua phép tịnh tiến, tịnh tiến T vector V. Vừa rồi thì thầy đã trình bày những đơn vị kiến thức liên quan đến định nghĩa của phép tịnh tiến này, các tính chất liên quan đến phép tịnh tiến, và cuối cùng đó chính là biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến, đúng không nào? Vậy thì đây chúng ta cùng đến với một vài các bài tập để các em có thể luyện tập các kiến thức vừa rồi nhé. Bài đầu tiên, chứng minh rằng điểm M phẩy là ảnh của điểm M thông qua phép tịnh tiến vector V khi và chỉ khi điểm M là ảnh của điểm M phẩy thông qua phép tịnh tiến vector trừ V. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng chứng minh biểu thức này. Trước hết các em thấy rằng là gì nhỉ? M phẩy mà là ảnh của điểm M thông qua phép tịnh tiến vector V thì tương đương với điều gì trước? M phẩy mà là ảnh của điểm M thông qua phép tịnh tiến vector V. Theo định nghĩa thì chúng ta sẽ có là gì nhỉ? Vector M, M phẩy là vector M, M phẩy bằng vector V, đúng không nào? Tương đương với vector M, M phẩy bằng vector V. Được chưa nào? Vậy thì bây giờ các em thấy là gì nhỉ? Để biến đổi thành vector trừ V tương đương với phần đằng sau, vậy thì chúng ta cần phải nhân cả hai vế với một dấu trừ, đúng không nào? Tương đương này, trừ của vector MN, M phẩy bằng trừ vector V, đúng không nào? Nhưng các em hãy nhớ rằng là gì nhỉ? Nếu như một vector mà có một dấu trừ đằng trước thì chúng ta sẽ có thể bỏ dấu trừ này đi bằng cách đổi vị trí hai điểm của vector này, tương đương với vector M phẩy M bằng vector trừ trừ vector V. Thì các em thấy rằng cái phần vector M phẩy M bằng vector trừ V chính là điểm M là ảnh của điểm M phẩy thông qua vector trừ V. Chúng ta sẽ có là gì nhỉ? M phẩy này, vector M phẩy M bằng vector trừ V, đúng không nào? Tương đương với điểm M là ảnh của vector, ảnh của điểm M phẩy thông qua vector, thông qua phép tịnh tiến vector trừ V. Vậy thì đến đây chúng ta đã chứng minh được điểm M phẩy bằng T vector V điểm M khi và chỉ khi điểm M bằng T vector trừ V điểm M phẩy. Tương tự, để vận dụng các kiến thức ngày hôm nay, thầy có một bài tập số 2. Thì bài tập này khá là dài, vậy nên thầy sẽ trình bày từng ý trước nhé. Đầu tiên, bài số 2, trong mặt phẳng OXY cho vector V có tọa độ như thế này, hai điểm A và B có tọa độ như thế này, và đường thẳng D thì có phương trình là x trừ đi 2y cộng 3 bằng 0. Ý A hỏi là gì nhỉ? Tìm tọa độ các điểm A phẩy, B phẩy theo thứ tự là ảnh của điểm A và điểm B thông qua phép tịnh tiến vector V. Vậy thì để làm được ý A này thì chúng ta cần nội dung kiến thức liên quan đến biểu thức tọa độ, đúng không nào? Vậy thì trước hết chúng ta cùng nhắc lại biểu thức tọa độ là gì nhé. Các em hãy nhớ cái công thức biểu thức tọa độ nhanh như sau. Đó chính là điểm A phẩy thì bằng điểm A cộng với vector V. Tương tự như vậy, điểm B phẩy thì bằng điểm B cộng với vector V. Đây sẽ chính là cách nhớ nhanh biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến. Vậy thì chúng ta cùng làm đối với ý A nhé. Thầy sẽ chia bảng ra này. Các em cùng theo dõi. Ý A, chúng ta cùng nhìn này. Tìm tọa độ của điểm A phẩy, đúng không nào? Vậy thì trước hết chúng ta sẽ viết về lý thuyết. Tức là nếu như tịnh tiến theo vector V
biến điểm A sẽ thành điểm A phẩy, đúng không nào? Vậy thì theo biểu thức tọa độ chúng ta sẽ có là gì nhỉ? Tương đương với tọa độ của điểm A phẩy là cột đầu tiên, thầy sẽ ký hiệu là x của A phẩy và y của A phẩy. Được chưa nào? Nhớ nhá, chúng ta có một dòng của hoành độ và một dòng của tung độ. Sau đó sẽ là dấu bằng, đúng không nào? Bằng này. Sau đây sẽ là tọa độ của điểm A, vậy nên đây sẽ là x của A, còn đây là y của A. Cộng với vector V, đúng không nào? Tức là chúng ta sẽ cộng với tọa độ của vector V, đó chính là A và B. Trong trường hợp tổng quát, đây là vector V của chúng ta mà bằng A, B nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thay số vào này. Thì x của của điểm A phẩy sẽ bằng tọa độ của điểm A. Các em cùng nhìn, tọa độ của điểm A, hoành độ của điểm A chính bằng 3. Hoành độ của vector V thì bằng trừ 1. Chúng ta sẽ được x của điểm A phẩy chính bằng 3 cộng với trừ 1. Tương tự như vậy với y của điểm A phẩy, chúng ta có này, sẽ bằng tung độ của điểm A chính là 5 mà cộng với tung độ của vector V thì bằng 2, đúng không nào? Vậy thì cuối cùng chúng ta tính được điểm x của A phẩy sẽ có tọa độ bằng gì nhỉ? X của A phẩy sẽ có tọa độ bằng 3 trừ đi 1 bằng 2. Còn y của A phẩy thì bằng 5 cộng 2 thì là 7. Do đó chúng ta sẽ có một kết luận là vậy điểm A phẩy của chúng ta sẽ có tọa độ bằng 2.7 là ảnh của điểm A qua phép tịnh tiến. T vector V. Đúng không nào? Vậy tương tự như vậy các em cùng thử làm và tìm ra tọa độ của điểm B phẩy nhé. Chúng ta cùng đi tìm tọa độ của điểm B phẩy nhé. Điểm B phẩy là ảnh của điểm B thông qua phép tịnh tiến vector V, đúng không nào? Vậy nên thầy có thể viết TV biến điểm B thành điểm B phẩy, đúng không nào? Và đến bây giờ chúng ta sẽ lại nhắc lại về biểu thức tọa độ nhé. B phẩy thì bằng B cộng với vector V, tức là xb phẩy này, yb phẩy này, bằng. Bây giờ đến điểm B, đúng không nào? Tức là tọa độ của điểm B, xb, yb, cộng với vector V, tức là cộng với A và B. Ở đây với vector V tổng quát có tọa độ là A và B. Được chưa nào? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ lại thay số mà đề bài cho vào để tìm được tọa độ của điểm B phẩy. Chúng ta sẽ có x của B phẩy thì bằng xB bằng trừ 1 cộng với tung độ của vector V là bằng trừ 1 tiếp cộng với trừ 1. Y của B phẩy thì bằng y của B phẩy này thì bằng yB là 1 cộng với hoành độ của vector V đó chính là 2. Và cuối cùng, rút gọn lại một chút, chúng ta sẽ được x của B phẩy bằng trừ 1 trừ đi 1, tức là trừ 2. Và y của B phẩy thì bằng 1 cộng 2, tức là 3. Do đó chúng ta sẽ có là gì? Vậy, B phẩy sẽ có tọa độ bằng trừ 2, 3 là ảnh của B qua phép tịnh tiến. Phép tịnh tiến thầy viết tắt nhé, T vector V. Được chưa nào? Vậy chúng ta đã hoàn thành ý A, tìm được tọa độ của điểm A phẩy và điểm B phẩy bằng công thức biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến, đúng không nào? Vẫn với đề bài như vậy, chúng ta cùng xem ý B của bài số 2 nhé. Ý B của bài số 2 thì hỏi rằng tọa độ của điểm C, tìm tọa độ của điểm C nhé. Nghe kỹ này, tìm tọa độ của điểm C sao cho A là ảnh của C thông qua phép tịnh tiến. À, thoạt nhìn qua nếu như các em đọc không cẩn thận thì thấy rằng ý B giống hệt như ý A. Nhưng ở đây là hỏi gì? Hỏi tìm tọa độ của điểm ban đầu khi biết tọa độ của điểm ảnh, đúng không nào? Vậy thì đầu tiên
Để các em bớt hoang mang thì chúng ta sẽ viết ra định nghĩa của phép tịnh tiến ở đây đã. Tức là gì? Tịnh tiến theo vector V biến điểm C thành điểm A. Nên chúng ta có thể nói điểm A là ảnh của điểm C thông qua phép tịnh tiến vector V. Được chưa nào? Vậy thì nếu như áp dụng biểu thức tọa độ như ở phía bên này, chúng ta sẽ có là gì nhỉ? Chúng ta sẽ có ở đây là điểm A thì bằng tọa độ của điểm C cộng với vector V nhé. Cả lớp lưu ý này, tọa độ của điểm ảnh thì sẽ bằng tọa độ của điểm ban đầu cộng với vector tịnh tiến. Nào thì bây giờ chúng ta cùng viết ra biểu thức tọa độ lại một lần nữa để các em ghi nhớ công thức nhé. Chúng ta sẽ có đây, A đúng không nào? Tức là XA, IA sẽ cần phải bằng đến tọa độ của điểm C, tức là XC, IC cộng với A và B. Với A và B của chúng ta là biểu thức là tọa độ của vector V mà chúng ta đã ký hiệu từ đầu. Đến đây thì chúng ta cũng thay các số mà đề bài cho vào. Chúng ta được XA là bằng 3. XC là điều chúng ta đang đi tìm đúng không nào? Vậy nên chúng ta giữ nguyên lại XC cộng với này, hoành độ của vector V chính bằng trừ 1. Y của A là đề bài cho bằng 5. Bằng này, Y của C là tung độ của điểm C chúng ta đang đi tìm. Nên giữ nguyên lại này, hoạch tung độ của vector V là bằng 2, vậy nên đây là cộng với 2. Vậy thì tương đương với việc chúng ta sẽ giải ra XC sẽ bằng, muốn tìm ra XC thầy sẽ đưa trừ 1 sang về bên này, chúng ta sẽ được là 3 cộng với 1 tức là 4. Thế còn IC, muốn tìm được IC thầy sẽ đưa 2 sang về bên này, tức là 5 trừ đi 2 chúng ta được kết quả bằng 3. Vậy thì chúng ta đã có được tọa độ của điểm C rồi đúng không nào? Chúng ta sẽ có một kết luận. Vậy điểm C của chúng ta sẽ có tọa độ bằng 4.3 là ảnh của điểm C là... Thì xin lỗi, chúng ta có gì nhỉ? Tọa độ của điểm C. Chúng ta đã kết luận nhầm rồi. Ở đây, điểm C của chúng ta là gì? Điểm tìm ra được tọa độ của điểm C sao cho A là ảnh của C thông qua phép tịnh tiến, thầy viết tắt từ tịnh tiến nhé, vector V. Được chưa nào? Thì các em thấy rằng ý B này của chúng ta hơi khác so với các nội dung ở ý A một chút, đó chính là hỏi điểm ban đầu khi biết tọa độ của điểm ảnh. Được chưa nào? Thì các em hãy nhớ rằng chúng ta vẫn sử dụng biểu thức tọa độ như chúng ta đã làm thôi. Nhưng chẳng qua ở đây là điểm ảnh chúng ta biết rồi, điểm ban đầu thì là chưa biết mà chúng ta cần phải đi tìm. Chúng ta cùng đến với ý C của bài thứ hai nhé. Các em cùng xem này. Tìm phương trình đường thẳng D' là ảnh của đường thẳng D thông qua phép tịnh tiến vector V. À, thì các em hãy nhớ cho thầy một nội dung, đó chính là tính chất của phép tịnh tiến này. Biến đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc là trùng với nó đúng không nào? Vậy nên đầu tiên chúng ta sẽ có một biện luận, đó chính là ý C vì D' là ảnh của D qua phép tịnh tiến vector V, thầy viết tắt là TV nhé. Thì chúng ta có thể suy ra một điều, đó chính là hoặc đường thẳng D' song song với đường thẳng D hoặc là đường thẳng D' trùng với đường thẳng D. Vậy thì các em cùng xem nào. Lúc nãy thì thầy đã phân tích khi nào thì biến đường thẳng thành một đường thẳng trùng với nó rồi đúng không nào? Khi vector V cùng phương khi vector V có giá giống như cùng phương với đường thẳng D, hay nói cách khác là vector V cùng phương với vector chỉ phương của đường thẳng D. Được không nào? Vậy thì để kiểm chứng xem hai đường thẳng này có trùng với nhau hay không, thì chúng ta phải kiểm chứng xem là V có cùng phương với đường vector chỉ phương của đường thẳng D không. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xem vector chỉ phương của đường thẳng D là gì nhé.
Đầu tiên, đây chính là phương trình dạng tổng quát. Vậy nên nhìn vào phương trình tổng quát, chúng ta sẽ biết được đây là vector pháp tuyến có tọa độ bằng 1 trừ 2, đúng không nào? Vector pháp tuyến của đường thẳng D bằng 1 trừ 2. Do đó, vector chỉ phương của đường thẳng D sẽ có tọa độ là hai cái thằng này đổi cho nhau này, 1 và trừ 2 thì đổi thành trừ 2 và 1. Và các em sẽ thêm hoặc là bớt đi một dấu trừ. Ví dụ như ở đây sẽ là trừ 2, 1 là sau khi chúng ta đã đổi lại, đúng không nào? Và khi đó các em bớt đi cho thầy một dấu trừ. Thì đây chính là vector chỉ phương của đường thẳng D. Được chưa nào? Vector chỉ phương của đường thẳng D chính là UD bằng 2, 1. Còn V thì sao? V của chúng ta thì có tọa độ bằng trừ 1, 2. Vậy thì hai vector này hoàn toàn không cùng phương với nhau, được không nào? Do đó, đường thẳng D' không thể nào mà trùng với thẳng thẳng D được. Ta có này, U và D, U vector chỉ phương của đường thẳng D không cùng phương với vector V. Do đó chúng ta sẽ suy ra được là đường thẳng D' là song song với đường thẳng D. À, dựa vào tính chất song song, các em có thể lấy ra được điều gì? Khi hai đường thẳng mà song song với nhau thì hai đường thẳng đó sẽ có cùng vector pháp tuyến và cùng vector chỉ phương, đúng không nào? Vậy nên thầy sẽ suy ra đó chính là vector pháp tuyến của đường thẳng D' chính bằng vector pháp tuyến của đường thẳng D và bằng 1 trừ 2. Thầy lấy vector pháp tuyến là bởi vì đề bài cho ở dạng phương trình tổng quát nhé. Vậy nên chúng ta cũng cố gắng viết phương trình đường thẳng D' ở dạng tổng quát. Được chưa nào? Còn vấn đề ở bây giờ ở đây là gì? Để viết được một phương trình đường thẳng thì chúng ta cần hai điểm phân biệt thuộc về đường thẳng đó, hay một vector chỉ phương hoặc một vector pháp tuyến cùng với một điểm thuộc về đường thẳng đó, đúng không nào? Rồi bây giờ các em cùng phân tích này. Đường thẳng D' là ảnh của đường thẳng D thông qua phép định tiến vector V, đúng không nào? Vậy thì nếu như thầy lấy ra một điểm thuộc vào đường thẳng D, rồi thầy tịnh tiến cái điểm đó theo vector V, thì có phải ảnh của điểm đó chính là thuộc vào đường thẳng D', đúng không nào? À, vậy thì để lấy được một điểm thuộc vào đường thẳng D', thầy sẽ lấy, ví dụ như là các bài trước đó chúng ta đã có điểm A, điểm B rồi này. Vậy thầy sẽ lấy một điểm C nhé. Chúng ta cùng xem điểm C này sẽ có tọa độ bằng bao nhiêu thì sẽ thuộc vào đường thẳng D. Các em cùng nhìn này. Nếu như thầy cho y bằng 0, y bằng 0, thì thay vào đây chúng ta sẽ có x trừ đi 0 cộng với 3 là bằng 0. Hay nói cách khác, x của chúng ta bằng trừ 3, đúng không nào? Vậy điểm C của chúng ta sẽ có tọa độ là trừ 3. X bằng trừ 3 này, y bằng 0 là một điểm thuộc vào đường thẳng D. Được chưa nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ lấy tịnh tiến điểm C này theo vector V để chúng ta có được ảnh là một điểm thuộc vào đường thẳng D' nhá. Thầy sẽ tiếp tục trình bày sang phía bên này, các em cùng theo dõi này. À, chúng ta sẽ lấy tịnh tiến theo vector V sẽ biến điểm C thành một điểm C' nào đó có tọa độ là XC' và IC'. Rồi, các em lưu ý theo như biểu thức tọa độ mà buổi hôm nay chúng ta học, đó chính là tọa độ của điểm C', XC', IC' sẽ bằng tọa độ của điểm C, đó chính là, à, thầy sẽ biết đây là XC và IC nhé, cộng với A và B là các tọa độ của vector V là trừ 1 và 2. Vậy nên ở đây thầy sẽ viết luôn là cộng với trừ 1, còn IC cộng với 2. Chúng ta sẽ thay số vào nhé, tương đương với x của C' bằng x của C. Chúng ta lấy điểm C có tọa độ bằng trừ 3, đúng không nào? Vậy đây sẽ là trừ 3 trừ đi 1 và được kết quả bằng trừ 4. Còn y của điểm C' thì bằng, à, IC của chúng ta lấy là 0. Điểm C của chúng ta có tọa độ bằng trừ 3, 0 mà. Vậy nên ở đây sẽ là 0 cộng với 2, hay nói chung kết quả sẽ được là 2. Vậy thì có phải điểm C' của chúng ta sẽ có tọa độ là
C phẩy sẽ có tọa độ bằng trừ 4, 2, được không nào? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có này, C phẩy, vì C phẩy là ảnh của C thông qua phép tịnh tiến vectơ V. Vì C phẩy là ảnh của C thông qua phép tịnh tiến vectơ V, thầy viết tắt nhá. Khi đó có phải chúng ta sẽ có một kết luận, đó chính là suy ra C phẩy sẽ thuộc vào đường thẳng D phẩy, đúng không nào? Bởi vì D phẩy cũng là ảnh của đường thẳng D thông qua phép tịnh tiến vectơ V. Chúng ta sẽ tổng kết lại lúc này đường thẳng D có những thông tin gì, bao gồm một điểm C phẩy có tọa độ bằng trừ 4, 2 thuộc vào đường thẳng D, và vectơ pháp tuyến của đường thẳng D phẩy có tọa độ giống như vectơ pháp tuyến của đường thẳng D, đó chính là 1 trừ 2. Vậy thì dựa vào hai thông tin này, chúng ta có thể viết được phương trình tổng quát của đường thẳng D phẩy, đúng không nào? Đường thẳng D phẩy của chúng ta sẽ có dạng là 1 nhân với x trừ đi trừ 4, tức là x cộng với 4, trừ đi 2 nhân với y trừ đi 2 bằng 0. Và nếu như rút gọn phương trình này, chúng ta sẽ có này, x cộng với 4 trừ đi 2y cũng cộng với 4 bằng 0. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ được là x trừ đi 2y cộng với 8 bằng 0. Vậy thì đây chính là phương trình của đường thẳng D phẩy. Chúng ta cùng viết kết luận này. Vậy D phẩy 2 chấm x trừ đi 2y cộng 8 bằng 0 là ảnh của D. Qua thầy viết tắt nhá, là phép tịnh tiến vectơ V. Vậy thì thông qua ví dụ này, các em thấy rằng là chúng ta đang sử dụng tính chất của phép tịnh tiến, đó chính là biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó, đúng không nào? Trước khi kết thúc bài ngày hôm nay thì thầy và trò chúng ta cùng điểm lại những nội dung của bài số 2, phép tịnh tiến nhé. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về định nghĩa của phép tịnh tiến này. Thứ hai đó chính là các tính chất liên quan đến phép tịnh tiến. Và nội dung thứ ba vô cùng là quan trọng, đó chính là biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến. Vậy thì thông qua các nội dung của bài ngày hôm nay, thầy hy vọng rằng các em có thể làm được các bài tập trong sách giáo khoa cũng như là sách bài tập. Và nếu như có bất cứ câu hỏi thắc mắc gì thì các em hãy để lại ở dưới phần bình luận nhé. Thầy sẽ trả lời ngay khi có thể. Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.